Rồi như vậy ở đây thì chúng ta đang quan tâm thêm một cái lệnh nữa là continue và go to. Như vậy continue là gì? Là khi gặp cái lệnh này thì tất cả những cái gì ở phía sau nó bỏ hết. Nó bỏ và nó không làm. Như vậy chúng ta sẽ ví dụ ở chỗ này, đối với lệnh continue demo này chúng ta sẽ làm thêm một cái hàm ở đây. Các bạn lúc nãy các bạn viết hàm demo continue. Các bạn viết code ở phía trước cho nên nhìn nó hơi rối. Thì thầy được viết code ở phía sau. Demo continue. Vậy thầy sẽ demo cái gì? Giả sử như cái đề của mình là xuất ra các số chia hết cho 3 từ 1 đến n. Nti'n bằng 20. Rồi ví dụ xuất ra các số từ 1 đến n chia hết cho 3. For y bằng 1 chấm phẩy y nhỏ hơn hoặc bằng n chấm phẩy y cộng cộng. Nếu y chia cho 3 bằng bằng 0 thì làm gì? Thì xuất nó ra. Thì xuất nó ra phần trăm d cách ra cái phẩy y. Rồi. Bài toán của mình khá là đơn giản ha. Xuất ra các số từ 1 đến 20 chia hết cho 3. Bây giờ mình có thể cũng câu lệnh này, nhưng nếu mình bỏ if đi thì sao? Xuất ra hết tất cả các số. Vậy nếu như mình sử dụng lệnh continue vào, nếu sử dụng lệnh continue vào thì mình có thể demo bằng cách nếu như không chia hết cho 3 thì làm gì? À thì continue. Nếu không chia hết cho 3 thì continue, tức là đi tiếp không làm gì hết. Còn không thì in ra. Nếu như không chia hết cho 3 thì tiếp tục, tức là quay lại cái vòng lặp for mà bỏ qua cái lệnh này luôn. Ba, sáu, chín, mười hai. Như vậy đây là lệnh continue. Continue là gì? Là khi gặp lệnh này, chương trình sẽ bỏ hết tất cả những lệnh ở phía sau, không làm, mà sẽ tiếp tục vòng lặp. Lệnh continue chỉ được sử dụng bên trong vòng lặp. Chỉ được sử dụng bên trong vòng lặp. Vòng lặp while cũng vậy, cũng có thể sử dụng được continue. Đó. Rồi lệnh go to. Go to là bạn sẽ sử dụng một cái label để cho nó nhảy. Ví dụ chúng ta đưa cái label ở đây, test 2 chấm, tức là một cái label. Và go to test là quay trở lại làm một cái gì đó ở bất kỳ đâu trong cái đoạn chương trình của mình, gọi là go to. Đó, go to, đó là gọi là go to ha. Như vậy thì chúng ta sẽ đặt một label, ví dụ ở phía trên này chúng ta cho label ở đây, chúng ta đặt là A 2 chấm. Chỗ A này chúng ta sẽ làm gì?
N chúng ta sẽ gán bằng N bằng 20. Ví dụ chỗ này chúng ta gán n bằng 10 đi. Ví dụ chúng ta gán n bằng 10. Rồi, xuống đây nếu nếu y bằng 7 đi, ví dụ vậy. Nếu y bằng 7 thì go to A. Rồi coi nó ra cái gì nha. Nếu y bằng 7 go to A. Nhìn nha. Nhìn nha, nhìn kỹ nha. Nếu y bằng 7 go to 3 n bằng 10. N bằng chỗ này cho N bằng 30, N bằng 20 nữa thôi. Nếu N cái mình cần quan tâm n của mình nhé. Rồi mình có một cái nữa là y, một cái nữa là rồi xong. À, mình có hai cái biến bên này, xem thử nha. Y bằng 1. Không làm gì hết. Y bằng 2. Không làm gì hết. Y bằng 3. À, biết tại sao rồi. Biết tại sao mà nó bỏ qua rồi. Tại vì y mà không chia hết, chỗ này mình cho bằng 9 là nó sẽ có vấn đề, đúng đúng rồi. Y bằng 9 là nó sẽ có vấn đề liền. Tại vì mình bị trùng lặp cái chỗ break cho nên nó không có nhảy xuống dưới. Đây, trong trường hợp này go to rồi. Tại sao mà nó không có dừng? Tại vì sao? Tại vì ở đây là y nhỏ hơn bằng, theo nguyên tắc của mình đang hiểu là nếu khi nào mà y nhỏ hơn bằng 30 là dừng, đúng không? Cái lệnh go to này nè, nó làm cho chương trình của mình không bao giờ y nhỏ hơn bằng 30. Tại vì y của mình nó mới đến 9 cái, nó quay trở lại nó xếp bằng 20. N bằng 20. Cái y của mình nó mới bằng 9 cái, nó quay lại nó xếp lại đó, xếp liên tục, cho nên là không bao giờ có giới hạn. Go to A, go to A là quay trở lại đây, n gán lại và y nó quay trở lại bằng 1 lại, làm lại mà A đây nè. Y ở đây là mới vừa đang ngon trớn nè. Đây chạy lại debug nha.
Rồi. Y bằng 1. Continue. Y bằng 3. 2. Y bằng 3. Nếu Y bằng 9 thì quay lại A. Cổ này Y không bằng 9. Đi tiếp. In ra. Bằng 6. Rồi bây giờ bằng 9 nè. Rồi. Y hiện nay bằng mấy? 9. N bằng 20. Tiếp tục cái nữa nha. Go to A. Quay lại từ đầu. N bằng 20. Và xuống đây. Y bằng 1. Lặp lại từ đầu liền. Y bằng 1. Và như vậy thì không bao giờ Y nhỏ hơn bằng 20. Không bao giờ. Cứ đến bằng 9 cái nó quay trở lại đây. Nó lại gán Y lại bằng 1 lại. Nó làm lại. Đó, cho nên đây là lệnh continue và lệnh go to. Tùy theo cái mục đích mà chúng ta sẽ sử dụng đối với lệnh này cho nó phù hợp.